Xin chào các bác, chào mừng các bác quay trở lại với kênh YouTube của Trường Antech. Và trong video ngày hôm nay thì sẽ có một cái lô sản phẩm đồng hồ em muốn lên đây gửi đến cho anh em với một cái tiêu đề là xả kho thanh lý nhá. Đó, và các bác biết rồi, đây cũng gần Tết rồi, sắp Tết rồi thì sẽ có những cái mẫu đồng hồ mà hiện tại ở cửa hàng em đang còn tồn, cho nên là em muốn lên đây giao lưu gửi đến cho anh em với những mức giá cực kỳ là tốt. Và gần như là những cái chiếc đồng hồ này thì biên độ lãi nó chỉ có rơi vào đấy tầm 500 đổ xuống thôi đó. Và nếu như mà các bác mua những phiên bản này thì sẽ được cái mức giá nó vô cùng là tốt đó. Rồi chúng ta sẽ có ở đây, đó chính là một chiếc đầu tiên. Ở đây thì ngày hôm nay em sẽ sạc kho thanh lý cho bác về hai thương hiệu là Oren và Seiko nhé. Với mẫu đồng hồ đầu tiên, chúng ta sẽ có một chiếc Oren Babino Classic. Đây là một cái kiểu dáng khá là đẹp. Và đối với bản thân của em thì anh em đâu đấy chu vi cổ tay từ 15 cho đến 16.5 anh em đeo rất phù hợp với phiên bản này, và nó là một trong những sự lựa chọn khá là cổ điển, và nó sẽ mang lại một cái phong cách thanh lịch The Red One. Đó rồi, chúng ta có thể thấy ở đây thiết kế của phiên bản này là thiết kế 3 kim một ô lịch này. Đó, về thiết kế rất là giản dị thôi. Rồi một dòng chữ Oren Automatic này, logo hai chú sư tử Water System được ghi ở trên mặt dial, và với một cái tông màu trắng, các bác có thể thấy là tông màu trắng có hiệu ứng chạy tia rất đẹp cho phiên bản này nhé. Ở đây chúng ta sẽ có là phần kim cọc của em này là kim cọc sơ kẻ vạch, và với cái thiết kế của chiếc đồng hồ này thì các bác có thể thấy là về cái độ bóng của chiếc đồng hồ này. Đó, về phần kim cọc nhá, rất đẹp. Rồi ở đây chúng ta sẽ có là phiên bản nhiệt nội địa nhá. Đợt vừa rồi thì em có săn về được cho bác là bản Japan với dòng máy F672. Với cỗ máy này thì nó sẽ có đầy đủ hỗ trợ cho bác là lên có tay này đấy. Rồi với cỗ máy này thì nó cũng sẽ có dừng kim giây khi chỉnh giờ cho bác, tần số dao động là 21.600 VPH và độ tích cót là 40 giờ. Và với cái phiên bản Oren Babino Classic này thì đây là một cái dòng đồng hồ rất là đáng chơi, tại vì các bác có thể thấy là kích thước size mặt vừa phải. Rồi tầm giá hiện tại em đang gửi đến cho bác là tầm giá rất dễ chơi, đó chỉ có là 3 triệu đồng trong phiên bản này thôi. Đó, 3 triệu đồng nha, mà có một cỗ máy để mà nói thì nếu trong phân khúc với thương hiệu Seiko thì Seiko không thể nào mà có một cái cỗ máy ngon như thế này cả. Đó rồi, chúng ta sẽ có một cái hiệu ứng tràn viền với cái mặt kính cong đó của phiên bản này, với hiệu ứng tràn viền rất đẹp cho cái chiếc đồng hồ này. Đó, các bác có thể thấy nghiêng một cái góc độ nào đấy thì chúng ta nhìn cái phần kính này sẽ rõ ràng hơn nhé. Sẽ có một cái nút chỉnh được đặt ở góc 3 giờ này, có khắc logo hai thương hiệu hai chú sư tử. Rồi phần thân vỏ được làm khá là mỏng, đó tạo nên một cái thiết kế khá là tinh tế cho chiếc đồng hồ này ha. Độ dày của phiên bản này là chính là 12.5. Rồi kích thước size mặt của chiếc đồng hồ này là 38.5 nhé, 18.5 thì phù hợp với cổ tay của anh em từ 15 cho đến 16.5 anh em đeo rất phù hợp với phiên bản này. Đó, anh em có thể thấy một cái tông màu rất là dễ đeo. Đi kèm vào đấy thì sẽ có một bộ dây da màu đen này, một cái khóa xiên này. Đó, và phần đáy của chiếc đồng hồ này thì các bác có thể thấy là gần như là không có một cái vết xước nào cho chiếc đồng hồ này. Đó, Epson này, rồi stainless steel phiên bản nhiệt nội địa F672. Rồi ở đây sẽ có là trên tissue cho cái cỗ máy này, đó, 22 chân kính. Và độ chống nước của phiên bản này chỉ ghi là water system ở đây, có nghĩa là 30 mét nước nha, chống nước các bác có thể đi mưa rửa tay cơ bản. Đó rồi, với cái chiếc đồng hồ này thì giá 3 triệu đồng, đây là một cái mức giá em đang thanh lý nhé. Tại vì nếu như các bác theo dõi kênh YouTube của em thì với chiếc đồng hồ này em thanh lý không có lãi. Tại vì sao? Tại vì với mẫu đồng hồ này thì em có nhận lên đời cho một anh khách. Đó, và anh khách này cũng mới mua bên em về cái chiếc đồng hồ này, cho nên là em thu lại và em lên đời. Thì với chiếc đồng hồ này em thu vào bao nhiêu thì em bán tầm giá như thế luôn đó, không hơn không kém cho bác về phiên bản này đó. Và với cái chiếc đồng hồ đầu tiên này thì mức giá rất dễ chơi, chỉ có là 3 triệu đồng cho phiên bản Oren Babino Classic. Tiếp đến ở đây cũng là một phiên bản dây da nhé. Đó, và với cái dòng này thì cũng không xa lạ với anh em. Ở đây là một trong những dòng Oren Sanamun, nhưng mà đây là phiên bản Gen 3. Ở đây chúng ta sẽ có một cái tông màu rất là đặc biệt, với một cái tông màu xanh
Và thiết kế của bộ dây của phiên bản này là cũng có một cái những cái chi tiết vân màu xanh rất đẹp đó, đi kèm với cái chiếc đồng hồ. Rồi ở đây chúng ta sẽ có một cái mã hiệu phiên bản này, đó chính là RA gạch AK này 0011D00C đó, và các bác có thể thấy là một cái thể tác nhựa ha. Với một cái mặt dial màu xanh, một cái tông màu xanh được xuất hiện rất nhiều trong những dòng Orange Cinnamon. Gần như là Orange Cinnamon phiên bản nào nó cũng có màu xanh này cả. Một cái tông màu xanh deep blue cực kỳ là đẹp, sẽ có hiệu ứng chạy tia nhẹ trên mặt dial phiên bản này. Và các bác có thể thấy đây, độ hoàn thiện là về phần kim cọc này. Đó, rồi những cái thiết kế rất là chi tiết, rất là tỉ mỉ ha cho cái chiếc đồng hồ này. Các bác có thể thấy ở đây thiết kế của em này thiết kế 3 kim, kim giờ, kim phút và kim giây được làm thanh mài. Đó, và là thiết kế kim lá liễu. Đó, một được làm với tông màu trắng này. Rồi các phần kim cọc ở các múi giờ thì được là kim cọc sơn lam mã, làm chi tiết kéo dài một chút tạo nên cái nét cổ điển cho chiếc đồng hồ này. Rồi sẽ có hai cái sắp đều nhỏ, một cái sắp đều báo lịch thứ này đó, một sắp sắp đều báo giờ ngày giờ đêm Cinnamon đặc trưng của dòng này đó. Và ở đây sẽ có là một cái ô lịch ngày được đặt khá là đặc biệt đó, được đặt ở góc qua 8 giờ nhá đó, một cái ô lịch ngày khá là to bản. Ở đây sẽ có logo thương hiệu Oren hai chữ sư tử automatic, và check xuống 6 giờ một chút thì là sẽ có là dòng chữ Japan với đầu máy F6P2. Với cỗ máy này thì cũng sẽ có tần số dao động là 21.600 VPH, độ tích cót là 40 giờ, và với phiên bản này thì sẽ có đầy đủ những hỗ trợ lên cót tay và dừng kim giây khi chỉnh giờ cho các bác này. Đó, với một cái thiết kế ở bên ngoài khá là hố, các bác có thể thấy này. Đó, phiên bản này thì rất là dày. Đó, rất là dày. Đó, và với cái chiếc đồng hồ này thì size mặt của em này đó chính là 40, tầm trên 42 đấy, 42.5 nhé, phù hợp với cổ tay của anh em, đặc biệt là anh em cổ tay từ 16.5 tầm 17 anh em đeo phù hợp cho em chiếc này. Đó, các bác có thể thấy trên màn hình nhỏ cổ tay của em là cổ tay 16, đeo về cái phiên bản này thì nó hơi to một chút. Đó, càng lắc tua lắc của phiên bản này hơi dài, cho nên là anh em phải từ cổ tay 17 đó, cho đến tầm 19 là anh em đeo rất phù hợp với phiên bản này. Đó, rồi ở đây thì chúng ta sẽ có một cái trang bị ở trên mặt kính của phiên bản này là kính sapphire nguyên khối, cái mặt kính chống trầy chống sức cho các bác gần như tuyệt đối, và nó có hiệu ứng cong nhẹ trên cái mặt kính phiên bản này. Ở phần thân vỏ thì được làm bằng chất liệu thép chuyên dụng chống gỉ 316L và được tạo nên một cái nét phay bóng toàn bộ chiếc đồng hồ này. Đó, từ cái phần càng này cho đến rồi phần thân vỏ, cả phần núm cũng được phay bóng toàn bộ nhá, đó tạo nên một cái nét bóng bẩy cho chiếc đồng hồ. Rồi đi kèm vào đấy thì sẽ có là một cái bộ dây da dập vân cá sấu màu đen, tông chủ đạo là tông màu đen, và nó sẽ có vân vân xanh, một cái tông vân xanh dương đấy, cùng với tông màu với mặt đầy của phiên bản này có một cái khóa thông minh đến từ thương hiệu Oren này. Đó, rồi cái chiếc đồng hồ này thì các bác có thể thấy là phần đáy, một cái phần đáy lộ cơ, có những cái chi tiết và thông tin ở trên cái phần đáy như là nhật đội địa, rồi F6P24. Ở đây sẽ có số serial number phiên bản này, đổ chống nước là 53, 50 mét nước, stainless steel, rồi chuyển thị trường cho một cái cỗ máy F6P24 cho một cái chiếc đồng hồ rất là đẹp, rất là ngon. Và cái quan các bác quan tâm nhất về tầm giá, giá của em này thì hiện tại em đang gửi đến cho bác là 5 triệu 800.000 đồng, 5 triệu 800.000 đồng cho chiếc Oren Sun Gen 3 này nhé. Đó, một cái cỗ máy ngon, thiết kế đẹp, cái thiết kế vô cùng đặc trưng và làm nên tên tuổi của dòng này. Về dòng Oren Sun Moon thì nó có chỗ đứng vô cùng chắc chắn trên thị trường rồi, có một cái tệp khách hàng người ta sử dụng rất nhiều về cái dòng này đó, và với phiên bản này thì em tin chắc rằng là với tầm giá như thế này, đây là một cái mức giá xạ kho thanh lý rất là rẻ. À, tại vì những dòng Oren Cinnamon Z4 này thì ngày trước em đang bán là 6 triệu mốt cho đến 6 triệu rưỡi cho phiên bản này đó, nhưng mà đợt này thì có chương trình xả kho thanh lý rất tốt cho anh em. Rồi ở đây chúng ta sẽ qua thương hiệu Seiko. Seiko thì không xa lạ với anh em nữa, và ở đây chúng ta sẽ có một cái mã hiệu là FBSA159 và một cái chiếc hộp khá quen thuộc ha, nhưng phần hộp bên trong nó mới là quan trọng. Ở phần hộp bên trong đây là một phiên bản nano đó, Universe này, Seiko File.
Đây sẽ có tình trạng của em này là chính là mới 100% đầy đủ hộp sổ, một cuốn sổ cho đầu máy 4G từ 4G35 cho đến 4G39 nhé. Các bạn có thể về tham khảo thêm về cái chiếc đồng hồ này qua cuốn sổ. Rồi ở đây chúng ta sẽ có là ở trong này là có hai thẻ tag này, đó đi kèm vào với chiếc đồng hồ này còn hai thẻ tag nữa. Đây, các bác có thể thấy này, một chiếc đồng hồ Seiko Five SBSA 159, đó, 159 với giá niêm yết của hãng đang là 35.200 yên, chưa tính thuế nhé, chưa tính thuế. Đó thì nếu như các bác sử dụng sở hữu em này với mức giá niêm yết của hãng thì nó phải rơi vào đâu đấy tầm trên dưới 7 triệu cho chiếc đồng hồ này. Đó, và đây là một trong những cái phiên bản rất đặc biệt, tại vì các bác có thể thấy là số limited này. Đây là phiên bản Limited Edition và giới hạn của chiếc này chỉ có là 300 chiếc trên toàn cầu thôi. Và ở đây chúng ta sẽ có là một chiếc với số Limited là 271 trên 300 chiếc nhá. Và với mẫu đồng hồ này thì nó mang một cái phong cách rất đặc biệt. Đó, các bác có thể thấy ở đây chúng ta có một cái tông màu mặt dial là màu vàng, đó, màu gần như là màu vàng cát đấy các bác có thể thấy. Một cái tông màu vàng cát nhìn rất là cổ luôn. Nếu như các bác để ý thì với cái tông màu này thì các bác sẽ liên tưởng ngay đến những cái phiên bản mà nó màu trắng, nhưng mà để lâu quá thì nó sẽ chuyển sang cái màu vàng như thế này. Đó, và thiết kế của mặt dial này là nó như thế nhá các bác nhá, chứ không phải là từ mặt dial màu trắng mà nó chuyển sang màu vàng đâu. Đó, rồi ở đây chúng ta sẽ có là một cái dòng Seiko 5 Sport rất là đặc trưng với kiểu dáng thiết kế kim cọc ở phiên bản này. Đó, kim giờ, kim phút này. Đó, được làm thiết kế những cái thiết kế vô cùng đặc trưng, rồi kim dây được làm một thanh mảnh, một cái tông màu xanh sapphire rất là đẹp. Đi kèm vào đây sẽ có một cái ô lịch kép, nó được đặt ở 3 giờ nhá, một dòng chữ Seiko 5 Automatic. Phiên bản này thì đợt này em săn về được cho bác, cũng là phiên bản nhận nội địa. Đấy, các bác có thể thấy một dòng chữ Japan khá là to bản ở đường gấp 6 giờ này, với đầu máy 4G36. Với cỗ máy này thì nó sẽ có được sử dụng rất là nhiều trong những chiếc đồng hồ Seiko cùng phân khúc như thế này. Đó, và với phiên bản Limited này thì nó sẽ có đầy đủ những chức năng về cỗ máy này cũng như những cái chiếc máy khác là hỗ trợ lên có tay, dừng dây chỉnh giờ, với tần số dao động cũng là 21.600 VPH, độ tích cót là 40 giờ. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ có là một cái mặt kính. Kính của phiên bản này thì vẫn là một mặt kính HLX nhá, một cái viền benzen bên ngoài. Đó, xoay một chiều thôi. Đó, nhưng mà rất là nhẹ và những chi tiết phay xước rất là khỏe khoắn cho chiếc đồng hồ. Và một cái đặc điểm nữa các bác có thể thấy là phần thân vỏ, phần chất liệu thân vỏ vẫn là thép chuyên dụng chống gỉ 316L, nhưng nó được thiết kế với một kiểu dáng giả cổ rất là đẹp. Tại vì các bác có thể thấy là phần nhám được làm trên cái phần thân vỏ này, nếu như các bác sử dụng qua tháng năm ấy mà chẳng may là mà nó có xước lông mèo ấy thì nó sẽ hạn chế tối thiểu cái việc các bác lộ ra. Đó, những cái vết xước lông mèo đấy. Đó, và ở đây thì chúng ta có một cái bộ dây, dây dây này dây da nhá, dây da một cá sấu rất là đẹp. Đó, một cái khóa xin đến từ thương hiệu Seiko này. Một phần đáy, đáy của chiếc đồng hồ này là đáy động cơ nhưng là một cái mặt kính màu đen. Đó, một cái màu đen đặc trưng. Với phần trung tâm của cái mặt kính này thì sẽ có cái dòng nano này. Đó, rồi một dòng chữ Seiko, một dòng chữ Limited Edition ở ngay trên cái phần mặt kính thôi. Đó, của bản nhật nội địa này, 4R36. Rồi size steel, water system của phiên bản này là 13, 100 ml nước nhá. Đó, rồi một cái tầm giá hiện tại em đang gửi đến cho bác rất là tốt, chỉ có là 4 triệu 800 nghìn đồng thôi. Đó, ngày trước thì em đang sợ khó thanh, ngày trước em đang bán với mức giá là tầm 5 triệu rưỡi. Đó, nhưng mà đợt này thì sạc kho thanh lý chắc chắn phải có giá hơi cho bác rồi. Chỉ còn là 4 triệu 8 nhé, 4 triệu 8 chiếc đồng hồ này. Size mặt 42.5 phù hợp với cổ tay của anh em, từ 16 độ lên anh em mới đeo được phiên bản này. Đây em sẽ lên tay thử cho bác xem về cái mẫu sản phẩm này nhé. Đối với cổ tay của em Trương thì đeo với chiếc đồng hồ này khá là vừa vặn. Cổ tay 16 đeo cho mình phiên bản này khá là đẹp ha, anh em có thể cân nhắc. Và đây là mẫu sản phẩm thứ ba trong buổi tối ngày hôm nay, một mẫu sản phẩm rất là đẹp. Và nếu như bác muốn sở hữu những phiên bản limited này thì bác có thể liên hệ
ở qua số hotline em có để phía góc ở trái màn hình đấy. Đây là số hotline của bên em và các bác gọi lúc nào cũng được, hoặc là các bác nhắn tin thời điểm nào cũng được, luôn sẽ luôn có người nhắn tiếp các bác. Đó rồi, ở đây chúng ta sẽ có chiếc đồng hồ cuối cùng, cũng là một chiếc Seiko với phiên bản limited, giới hạn cũng là 300 chiếc trên toàn cầu. Và đây chúng ta sẽ có một chiếc Seiko 5 đó, và nó sẽ có cái tên của phiên bản này là Seiko Pim nhé. Các bạn có thể thấy đây, chiếc hộp của phiên bản này đây. Chúng ta sẽ có tầm giá của phiên bản này, đợt này thì sẽ có tầm giá rất tốt, 5.200.000 đồng cho phiên bản này, chỉ có là 5.200.000 nhá, cho một cái phiên bản mạ PVD màu đen toàn bộ phần phần thân vỏ này. Đó rồi, với cái thiết kế của phiên bản này thì nhiều anh em rất là thích, với những cái cọc số cọc giờ chính này, đó được làm to bản. Đó, và ở đây chúng ta sẽ có là một cái phiên bản Seiko 5, phiên bản Seiko 5 quân đội, người thiết kế rất quen thuộc, 3 kim 1 ô lịch kép và cọc số học trò, cọc số tự nhiên được làm trên cái chiếc đồng hồ này. Rồi một dòng chữ Seiko 5 này, automatic này, bản này là được bản nhận nội địa nhé, made in Japan với đồng máy 4R36. Về thông số thì không có gì khác với phiên bản Seiko trước cả. Đó, và ở đây chúng ta sẽ có đi sâu vào một chút về thiết kế nhé. Thiết kế mặt đều màu đen, rồi những cái chi tiết trên phần mặt đều của phiên bản này là màu trắng nhé. Ở đây các bác có thể thấy dạ quang của phiên bản này cũng là một trong những điều rất đáng để chúng ta nhắc tới, bởi vì Seiko làm dạ quang vô cùng sáng. Đấy, cho nên là về dạ quang của phiên bản Seiko 5 quân đội này cũng như thế, được hoàn thiện rất là tốt. Phát quang này, các bác có thể thấy những chi tiết phát quang từ phần kim dây cho đến những cái phần kim cọc, đó chấm điểm rất là đẹp. Ở đây chúng ta sẽ có một cái mặt kính cong, cũng là một cái mặt kính cong với chi tiết tràn viền rất là đẹp cho cái chiếc Seiko 5 quân đội này. Đi kèm vào đấy thì chúng ta sẽ có một cái khóa kép này đến từ thương hiệu Seiko nhá, một cái phần dây rất chi là đẹp, được mạ PVD màu đen, đó một bộ dây thép đúc đặc. Rồi sẽ có một cái thước xem mặt của phiên bản này là chính là 36 nhá, 36.5, phù hợp với cổ tay của anh em từ 15 cho đến 16.5, anh em cân nhắc cho phiên bản này. Đó, ví dụ cổ tay của em là cổ tay 16, đeo cho mình phiên bản này thì cảm tưởng như là hơi nhỏ một chút. Anh em có thể đeo đẹp nhất từ 14.5 cho đến tầm 15.5, anh em đeo rất phù hợp với phiên bản này nhé. Một phiên bản rất là khỏe khoắn và có một cái độ mà mịn nhất định của chiếc đồng hồ này. Rồi ở phần đáy của chiếc đồng hồ này cũng là một cái đáy rất là đặc biệt, với mặt đáy lộ cơ nhưng được trang bị là một mặt kính đen. Đó, và ở trên đây thì sẽ có cái phiên bản này là limited edition này. Đó, và số serial number phiên bản này là chính là 039. Đó, 039 trên 300 chiếc. Và với cái số 039 này, đây là thần tài nhỏ, đây là một trong những cái đặc điểm cũng khá là thú vị. Đó, các bác có thể thấy độ chống nước của chiếc này, các bác có thể thấy là 13 100 mét nước này. Đó, rồi đầu máy 4R36, rồi stainless steel. Mọi thông số thì em cũng không đi sâu vào nữa, tại vì cái chiếc đồng hồ trước em cũng đã cũng là máy 4R36. Đó rồi, cái tầm giá hiện tại của phiên bản này là chính là 5.200.000 đồng cho phiên bản này, rất là phù hợp, rất là đẹp. Đó, và nếu như anh em thích về cái chiếc đồng hồ này, các bác có thể liên hệ trực tiếp em qua số hotline nhé, 0969 332 822, em sẽ là người tư vấn trực tiếp cho bác. Cảm ơn các bác rất là nhiều vì đã ngồi đây cầm tầm theo dõi, và lời cuối thì chúc bác thật nhiều sức khỏe, hẹn gặp lại các bác ở những chiếc video tiếp theo. Em xin chân thành cảm ơn.